chị hàng xóm thì cũng rất là nhiều bệnh và chị đã cải thiện. Thì có lẽ là mình nghĩ rằng là một là chị dùng sản phẩm và hai là chị thường xuyên sang lấy nước tiềm nhà mình. Và cái điều đặc biệt nhất là mình thấy là chị cải thiện xương khớp, cải thiện được huyết áp và đặc biệt là chị hết cả sỏi mật. Đấy là cái điều mà mình vô cùng là rất là phấn khởi.